thì lại không có cái nhận xét về kiêu và chảnh. Dạ. Ừ. Nhiều khi em cũng mong có nhận xét đấy vì kiêu với chảnh nhiều khi cũng xinh. Nhưng mà đúng là em cũng ít có cái năng lượng tỏa ra là mình kiêu và mình không, mình khó gần ấy ạ. Nó chảnh chắc là không thân thiện quá mức. Nói đến Gen Z thì bây giờ mọi người hay nói là các bạn sinh ra khi mà mọi thứ đã quá là đầy đủ, cả về kinh tế, về công nghệ, về mọi thứ đều nó rất là đầy đủ, không như những thế hệ trước. Và các bạn sướng thì nó cũng đi liền với một cái áp lực gọi là phải vượt sướng ấy. Em nghĩ có nghĩ cái điều đấy không? Cái vượt sướng của tụi em là đúng là tụi em có rất là nhiều sự lựa chọn. Nhưng mà đấy cũng là một cái mà khiến cho tụi em lăn tăn nhiều, vất vả nhiều. Sau này các thế hệ như là Gen Alpha hay là Gen sau cả Gen Alpha nữa, họ sẽ nghĩ gì về thế hệ này khi mà chúng ta ví dụ như dùng điện thoại cảm ứng, sau này có thể có một cái điện thoại kiểu gì đấy mình không cần dùng luôn, mình nhìn cái mắt luôn chẳng hạn. Mình không biết nữa, nhưng mà em cũng không hay nghĩ về quá lắm về cái sướng khổ. Em chỉ thấy rằng một cái thực tế đó là chúng em có nhiều sự lựa chọn, đấy cũng là một điểm tốt và đấy cũng là một cái điểm nhiều khi là bất cập. Chỉ có cách là mình tiến tới, mình đâm đầu rồi mình thử thôi ạ. Chứ cũng không biết là trong ABCDXYZ liệu mình nên làm cái gì phù hợp thì mình chắc là phải thử hết.